Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Ngày hôm nay thì trong cái lô hàng mới về hàng tại Thanh Tâm Audio, bên em có về một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Victor GVC. Bộ sản phẩm này thì không phải là một bộ sản phẩm mà độc quyền trên thị trường cũng như có cái độ độc cao, nhưng cái bộ sản phẩm này của em thì chắc chắn rằng với cái thông tin mà nguyên thùng xốp như thế này, chưa qua sử dụng như thế này thì chỉ duy nhất Thanh Tâm Audio là người sở hữu đầu tiên. Như em đã chia sẻ với các bác ở đây là bộ dàn SSD5MDS và là một trong những hệ thống nghe nhạc mini B-Ampli đánh rất là cầu kỳ các bác nhé. Ở trên thị trường thì cũng có rất nhiều đơn vị đã bán cái bộ sản phẩm này. Tuy nhiên những cái sản phẩm của những cái đơn vị khác ấy, đều là hàng đã qua sử dụng. Nhưng đối với Thanh Tâm Audio thì em đã mua được một bộ còn nguyên chưa qua sử dụng tại thị trường Nhật. Và đây là một trong những cái bộ dàn để các bác cũng có thể là xứng đáng về cái độ sưu tầm rất là cao. Hiện tại thì sau khi hàng về em có gửi tin nhắn cho một vài khách hàng sưu tầm đồ bên Thanh Tâm thì cũng đã có chốt cho một anh khách chuyên sưu tầm những cái dàn hiếm cũng như độc lạ ở thị trường Nhật và vẫn làm theo một cái quy trình chuẩn chỉ tại Thanh Tâm Audio, thì em sẽ mở hộp thiết bị này cũng như là test và gửi tới các bác cái hình thức, tính năng cũng như cái sự độc đáo trên Victor SSD5MDS. Bây giờ em sẽ tiến hành mở thùng thiết bị này để các bác cùng tham khảo. Đây, các bác có thể thấy đó là phía trên của cái thùng này thì như em đã chia sẻ các bác là đây là một bộ sản phẩm chưa qua sử dụng. Vì thế nên những cái phụ kiện như là một cặp pin này thì người chủ Nhật người ta còn chưa cả nhấc ra và chúng ta sẽ có điều khiển zin các bác nhé. Nói chung là anh em đang dùng hệ thống này thì sẽ rất là thích. Tại vì sao? Tại vì là bộ của tất cả các anh em thì đều là hàng đã qua sử dụng và hàng bãi. Đây, các bác có thể nhìn thấy là đây là một chiếc ampli đánh dạng bi ampli đánh hai cầu loa. Vì thế nên là cái thông tin mà khi mà nhà sản xuất đưa cho chúng ta thì cũng đầy đủ hai cặp dây loa. Chúng ta có cả anten của AM cũng như FM. Đó. Bây giờ đây chúng ta còn có thêm cả một cặp dây AV sơ cua. Rồi. Em sẽ nhấc cái phần ampli này. Đấy, các bác có thể thấy như hàng mới như thế này, những cái dây bóng như này vẫn còn được giữ nguyên này. Đó. Đây là cái ampli của chúng ta. Bộ dàn này là một bộ dàn mini nhưng mà cân nặng tương đối, nó nặng khoảng chục kg các bác nhé. Đây là một bộ dàn âm thanh mini tích hợp công nghệ chơi đĩa của MD và đĩa CD đầy đủ hết. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Ở trên này nó hơi bẩn một chút. Đây là cái khay đĩa của chế độ CD, khi mà mở nó sẽ bật nắp lên. Đây là những cái tùy chỉnh đầu vào và khay đĩa MD. Đó. Phía sau của chúng ta thì phía sau của cái hệ thống này thì chúng ta sẽ có ngõ vào của quang giải mã từ TV này và sẽ có hai cầu loa, hai cặp loa AB đó để chúng ta có thể đánh BY trên cái bộ sản phẩm này. Đây là cái ampli. Rồi em sẽ mở tiếp tới cặp loa để bác sẽ tham khảo. Cặp loa cũng rất là độc đáo giống với ampli các bác nhá. Đây. Đây các bác có thể nhìn thấy cặp loa đây. Đây là một vế loa. Đó. Và đây là phía dưới. Đây các bác có thể nhìn thấy đây là một phía vệ bên loa. Công nghệ của loa này thì có bass ở phía dưới với chân đinh, ở phía trên thì chúng ta sẽ có phần trung chép, trung giữa và chép trên. Đó. Thiết kế đối xứng hai bên vế loa như nhau. Bây giờ em sẽ tiến hành kết nối thiết bị này và gửi tới các bác cái chất âm của bộ sản phẩm Victor SS5MDS. Những con mắt tình nhân nuôi ta biết nồng nàn, những con mắt thù hận cho ta đời lạnh căm, những mắt biết cỏ non xanh cây trái đĩa đang, những con mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên. Ngày ra đi với gió, ta nghe tình đổi mùa. Rừng đông rơi chiếc lá, ta cười với âm u. Trên quê hương còn lại, ta
ta đi qua nửa đời chưa thấy được ngày vui, đường trần rơi khăn gói, mai kia chào cuộc đời nghìn trùng con gió bay. Những con hiện tại thì em cũng đã có lắp đặt xong cái hệ thống Victor SSD5MDS. Thì như đã chia sẻ với các bác ở ngay đoạn đầu video thì đây là một trong những cái hệ thống mà cũng có rất nhiều đơn vị đã bán cũng như đã kinh doanh. Tuy nhiên những cái thông tin như là bộ sản phẩm ngày hôm nay thì em nghĩ là không ai có đâu. Tại vì đây là một bộ hàng nguyên thùng xốp, còn mới đến 98-99%. Và các bác có thể nhìn thấy cái điểm độc đáo ở trên bộ dàn này, nó là một cái thiết kế rất là độc. Chúng ta sẽ có một cục ampli, một cặp loa với cái bass được bố trí bên dưới, và phần trung chép thì chúng ta sẽ có một cái gióng thẳng lên trên phía đây. Nói chung bộ này thì các bác bày biện thì sẽ rất là độc và không đụng hàng. Và cái khả năng chơi nhạc của con máy Victor này thì sẽ chơi từ CD, chơi từ đĩa MD và chơi từ cả giải mã nữa. Nói chung đầy đủ hết. Và em nghĩ, em đoán rằng cái con máy này với cái thế hệ này thì FM cũng đầy đủ tần số để các bác có thể chơi. Nói chung đây là một trong những model máy mà các bác sưu tầm rất là hay. Và các bác có thể nhìn thấy hình thức đây như em đã chia sẻ với các bác. Chúng ta sẽ có một cái cửa đĩa ở phía trên, và khi chúng ta bật cái nút ra đĩa này, cái nắp sẽ tự động chạy lên, và chúng ta đặt đĩa vào và bấm nút này thì mắt nắp sẽ tự động đóng lại. Một bộ cơ rất là tốt và khỏe. Máy có thiết kế màu xám. Ở phía sau của máy thì các bác sẽ có hệ thống cầu loa theo dạng bi ampli với hai cầu. Chúng ta sẽ có một đường giải mã tín hiệu từ TV, một đường AV với chân cắm 3.5 in, và chúng ta sẽ có cái cổng cắm của anten FM. Đây là cái kiểu dáng của cặp loa, các bác có thể nhìn thấy rất là độc đáo và tinh tế. Ở phía viền của cái thanh loa thẳng thì chúng ta sẽ có một cái thông tin, đó là cái viền chân sẽ mạ chrome rất là đẹp. Đó. Bộ này thì sẽ cung cấp cho các bác cái khả năng chơi nhạc ở trong không gian khoảng 15m. Và như em đã chia sẻ với các bác, với một cái thông tin mà bộ hàng dàn độc như thế này thì sẽ rất là ít thấy trên thị trường, đặc biệt đẹp xuất sắc như thế này các bác nhé. Chất âm rất là tốt, chất âm của Victor thì rất là hay, đầy đủ phụ kiện hết. Nói chung bộ này là một bộ sưu tầm rất là hay, và hiện tại thì cũng đã có khách đặt rồi. Tuy nhiên vẫn lên clip đầy đủ để các bác có thể tham khảo về cái model này, để các bác có thể có thêm một cái chút cái thông tin về những cái dòng sản phẩm của Victor với kiểu dáng cũng như là chất âm nó cụ thể như nào. Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông. Ta còn em, nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em, một màu xanh thời gian, từng chiều phai tóc em bay, chợt nhòa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em, hàng phố cũ rêu phong, và từng mái ngói sổ nghiêng nào nào kỷ niệm. Chiều hồ Tây lao sao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về tự bóng giờ. Còn em, cây bàng mồ côi mùa đông.
ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông. Ta còn em một màu xanh thời gian, từng chiều phai tóc em bay, chợt nhòa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ